Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Những điều động lại sau phiên phúc thẩm vụ cô giáo Dung ở Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, sau tất cả những tranh cãi thì vụ án cô giáo Dung ở Nghệ An đã tạm khép lại bằng bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, khác biệt quá lớn trong nhận định của hai cấp tòa lại là rào cản trong việc thuyết phục sự đồng thuận của người dân về một bản án hợp tình hợp lý. Hiến pháp năm 2013 trao đặc quyền xét xử cho tòa án, quyền phán xét một chủ thể có tội hay không. Về nguyên tắc, bản án hình sự của bất cứ cấp tòa nào một khi có hiệu lực pháp luật thì phải được tôn trọng và thực thi nghiêm minh. Tuy nhiên, hiệu lực pháp luật và hiệu lực xã hội lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bản án phúc thẩm của vụ cô giáo Dung đã có hiệu lực pháp luật và phải được thực thi là điều không thể chối cãi. Thế nhưng, hiệu lực xã hội lại là vấn đề còn nhiều tranh cãi, bởi đơn giản, phán quyết này chưa tạo ra sự thuyết phục tuyệt đối dưới góc độ áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng. Dư luận không thể bị thuyết phục khi phán quyết của hai cấp tòa lại có sự khác biệt quá lớn với nhau. Nếu như cấp sơ thẩm cho rằng cô Dung phạm tội hai lần nên tuyên mức án 5 năm 60 tháng tù, thì cũng với những tình tiết đó, tòa phúc thẩm lại nhận khác đi khi chỉ tuyên phạt 15 tháng tù. Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy tắc xử sự chung và được áp dụng thống nhất khi thực tế có những điều kiện, hoàn cảnh đã được dự liệu. Các tình tiết trong vụ án mang tính khách quan, một khi đã được đánh giá đầy đủ toàn diện, thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng phải lựa chọn quy phạm tương ứng để áp dụng. Điều này mang tính chất bất biến. Tất nhiên, mỗi con người khác nhau thì sẽ có cách tư duy lập luận khác nhau. Nhưng tính quy phạm phổ biến của pháp luật và tính khách quan của sự vật hiện tượng không cho phép việc áp dụng pháp luật có sự khác biệt quá lớn như vậy. Tòa án cấp sơ thẩm đã không thuyết phục được các cơ quan tiến hành tố tụng khác thì cũng khó có thể thuyết phục được người dân tin tưởng vào cách áp dụng pháp luật của mình. Theo một thiên hướng tự nhiên, khi đã không đồng thuận với bản án sơ thẩm, người dân cũng khó có thể cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn bởi phán quyết của tòa phúc thẩm. Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, nếu cô Dung không bị bắt tạm giam thì liệu tòa có tuyên miễn hình phạt cho cô Dung, giống như trường hợp cô Nguyễn Thị Hương, nguyên kế toán của trung tâm, cấp dưới của cô Dung không bị tạm giam hay không? Và liệu có phải cô Dung bị tạm gần 15 tháng nên tòa phúc thẩm tuyên mức án 15 tháng tù để không đẩy bất cứ cơ quan tiến hành tố tụng nào vào con đường nghiệt ngã là bị bồi thường thiệt hại theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước? Ngoài ra, để có được bản án phúc thẩm tuyên 15 tháng tù, bên cạnh nhận định không phạm tội hai lần, tòa phúc thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo cho cô Dung. Trong khi đó, tòa sơ thẩm lại khẳng định cô Dung không thỏa điều kiện áp dụng tình tiết giảm nhẹ này. Điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự quy định tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Tuy hiện nay chưa có văn bản giải thích cụ thể thế nào là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, nhưng sổ tay thẩm phán của Tòa Nhân dân tối cao đã giải đáp về vấn đề này. Về mặt nguyên tắc, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là hai tình tiết giảm nhẹ khác nhau và tùy vào từng trường hợp mà tòa án xem xét, áp dụng nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Từ đầu đến cuối, cô Dung cho rằng mình không phạm tội nên không thể có tình tiết ăn năn hối cải. Tuy nhiên, tình tiết thành khẩn khai báo thì hoàn toàn thỏa mãn bởi bản chất của tình tiết này thể hiện ở việc bị cáo đã khai nhận rõ ràng đầy đủ và đúng sự thật về các hành vi mà họ đã thực hiện. Đáng tiếc, tòa sơ thẩm đã kết luận cô Dung không có tình tiết giảm nhẹ này. Một lần nữa, dư luận lại thắc mắc về sự khác biệt lớn trong nhận định của hai cấp tòa. Những thắc mắc không có lời giải đáp ấy cứ lẩn vẩn đâu đó như một rào cản trong tiến trình thuyết phục sự đồng thuận của người dân về một bản án hợp tình hợp lý. Rất có thể sắp tới đây, vụ án sẽ hoàn toàn khép lại và trôi vào dĩ vãng nếu không có kháng nghị từ cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng, dư âm của nó vẫn còn âm ỉ nếu như tiếp tục xuất hiện những vụ án tương tự trong tương lai. Có lẽ đã đến lúc Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao cần hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử các vụ án liên quan đến quy chế thu chi nội bộ. Điều này là cần thiết, không chỉ có giá trị đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các tỉnh, thành mà còn có ý nghĩa cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi cả nước. Con đường khát vọng, bài học từ cơ chế đặc thù và sự đồng thuận lòng dân. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với cao tốc trục ngang Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công. Đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 3 còn có một tên khác gọi là con đường khát vọng. Khát vọng là bản lẽ dù chỉ có tổng chiều dài 76 km, quy mô 8 làn xe cao tốc,
cấp đường ô tô cao tốc 100 km/h, nhưng vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh kết nối 4 địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đều là những vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Đường vành đai 3 tạo ra xung lực cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra một giai đoạn mới trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng. Trong đó, riêng thành phố Thủ Đức sẽ phát triển khu đô thị đồng bộ với tuyến vành đai 3, tạo điều kiện kết nối giao lưu hàng hóa với cảng Cát Lái, Phú Hữu, cảng container lớn nhất với các tỉnh Đông Nam Bộ, thuận lợi hơn so với trước đây. Quyết tâm để có được con đường khát vọng này thể hiện ngay những ngày đầu triển khai. Cách đây đúng một năm, 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội có chủ trương đầu tư dự án. Thế nhưng, nếu so với những dự án khác, thì vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh bàn giao mặt bằng một cách thần tốc. Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm của chính quyền mà còn có cả sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Dự án này có tổng diện tích bồi thường 410 ha với 1.689 trường hợp bị ảnh hưởng. Tính đến trước ngày khởi công, các địa phương đã bàn giao mặt bằng hơn 356,7 trên tổng số 410 ha, đạt 87%, vượt 17% so với chính phủ yêu cầu. Hôm qua, dự lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai yếu tố có tính chất quyết định với các dự án là bố trí vốn đầy đủ và mặt bằng thi công. Đồng thời, khẳng định thành công của ngày hôm nay là do dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù riêng có, nổi bật nhất là cơ chế phân cấp phân quyền. Địa phương được chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư linh hoạt, tiệm cận giá thị trường, tặng bản vẽ thiết kế cho người trong vùng dự án. Đây chính là lời giải cho các dự án giao thông đường bộ để sớm hoàn thành mục tiêu 2.000 km cao tốc đến năm 2025 và 5.000 km cao tốc đến năm 2030. Kỳ vọng con đường khát vọng sẽ về đích đúng hạn, theo đúng tinh thần, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả. Chứng minh thêm một lần nữa, giá trị của cơ chế đặc thù và bài học đồng thuận từ lòng dân. Một quyết sách đúng đắn, cộng với quyết tâm cùng sự đồng lòng, ủng hộ của người dân thì việc khó mấy cũng dễ hoàn thành. Đây được cho là hình mẫu để những dự án lớn học hỏi nhằm hạn chế được căn bệnh chậm tiến độ vẫn thấy lâu nay. Choáng với hai tài xế taxi ở thành phố Hồ Chí Minh biến hóa giá cước tăng 10 lần. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đồn Công an Tân Sơn Nhất và An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra xe taxi biển số 51F59526 do người tên Nguyễn Trung Minh điều khiển. Qua kiểm tra, xe có hai công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước. Tổ công tác yêu cầu lái xe chạy từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga quốc tế, trong khi giá cước thực tế là 54.000 đồng thì do tác động của công tắc phụ nên giá cước trên đồng hồ là 540.000 đồng. Tăng gấp 10 lần. Tổ công tác tiến hành lập biên bản hành vi lắp đồng hồ tính cước không đúng quy định, gắn thiết bị tác động làm sai lệch tiền cước đối với tài xế và chủ xe. Ngoài phương tiện này, sáng cùng ngày, tổ công tác kiểm tra xe biển số 60E00734 của hãng taxi Sài Gòn Chip thuộc công ty cổ phần tập đoàn vận tải Sài Gòn chi nhánh Bình Thuận do ông Trần Quốc Tiến điều khiển. Qua kiểm tra, xe có gắn một công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước. Thiết bị này giúp lái xe mỗi lần vào số hoặc trả số sẽ kích giá cước tăng lên 3.000 đồng một lần. Tổ công tác yêu cầu tài xế chạy thử từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga quốc tế. Do tác động lên công tắc nên tiền cước tăng lên là 420.000 đồng. Đại diện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết cả hai trường hợp này sẽ bị xử phạt với tổng số tiền 11 triệu đồng. Ngoài ra tước phù hiệu taxi 2 tháng. Để chấn chỉnh hành vi gian lận giá cước đối với tài xế taxi, sắp tới, Thanh tra Sở sẽ lên kế hoạch tổ lập công tác liên ngành, đề xuất với đơn vị có chuyên môn là Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh vận tải bằng taxi tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố như sân bay.